Rồi em chào anh em nha anh em. Trước khi em đi thì lại nhận một lô hàng, số lượng rất là nhiều nha anh em. Bao tay quay 110 Thái, bao tay ghim Thái. Và cái này là cao su tay sách sau của thằng ghim Thái nè. Em về đợt này số lượng rất là nhiều, mỗi thứ là gần cả trăm cặp nha anh em. Cái này là cái nẹp nè, cái nẹp mà cao su tay sách sau của ghim Thái nè anh em. Đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan luôn nè, thấy không? Zin N5 trừ 900 mét in Thái Lan chữ H chìm nè, thấy không anh em? Đó, cái nẹp và cái nẹp mũ mà của cái cao su tay nắm sau á, cao su tay sách sau của ghim Thái đó, đó tất cả đều là hàng chính hãng Honda Thái Lan anh em. Đây nè, cao su tay sách sau của ghim Thái GN5 trừ 900 mét in Thái Lan, đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan nha anh em. Đợt này em ôm một lô này em chạy doanh số luôn nha anh em. Đó, hàng về rất là nhiều, bao tay quay 110 Thái, bao tay rim Thái đó. Đây, báo giá với anh em luôn nha. Thì một cái combo như nè, một cái combo ở đây là một cái miếng nẹp, cái miếng nẹp cao su tay sách sau của rim Thái nè, và một cái cao su tay sách sau của rim Thái đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan nha. 50412 GN5 trừ 900, 50414 GN5 trừ 900. Đó, một cái combo như thế này nè, bao anh em là cao su cực kỳ mềm dẻo nha, cao su tay sách sau của rim Thái nha anh em. Cao su tay sách sau của rim Thái bao là cực kỳ mềm dẻo luôn, làm chuẩn với phơm luôn nha anh em, rất là dẻo đó. Thì một combo như thế này em bán cho anh em một combo như thế này với giá là 130.000 thôi anh em, 130.000 cao su tay sách sau và miếng nẹp này luôn nha, đều là đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan hết. Đây là miếng nẹp, còn đây là cao su tay sách sau nha anh em nha. Đó, bao anh em luôn, cực kỳ êm ái mềm dẻo luôn đó. Mình vô cái cảng của rim Thái đó, gắn vô cái cảng của rim Thái, gọi là cao su tay sách sau của rim Thái đó, thì một combo vậy là 130.000 nè. Hàng em số lượng là mỗi thứ là 100 hết, mỗi thứ là 100 hết nha anh em đó, anh em cứ chọn cho thoải mái. Còn đợt này là em nhập số lượng cho nên là có giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nè. Bao tay rim Thái nè, 53140 GN5 trừ 900 mét in Thái Lan nè. Cái này là bên cụm ga nha, còn cái này là ở bên cùm nhanh nè, 53166 GN5 trừ 900 mét in Thái Lan nè. Đó là một cặp bao tay rim Thái ngày hôm nay em chỉ có, với thường thường em bán cho anh em 140 chứ hôm nay giảm được 10.000 luôn nha anh em, tại em ôm lô này số lượng nhiều nó có giá tốt nè. Đó thì lỡ chơi cho tới luôn. Anh em đừng có so sánh với ba cái bao tay của thằng Super anh em, tại bao tay Super ống ga màu đen nó không có chuẩn đâu. Chuẩn ống ga của rim Thái á là ống ga trắng, ống ga quay 110 vẫn vậy luôn nha anh em nha. Thì một cặp là chỉ hôm nay chỉ có 130.000 thôi, em bao giá tốt luôn nha anh em, cực kỳ mềm dẻo và cực kỳ êm ái luôn đó. PVC cực kỳ mềm dẻo và êm ái nha anh em nha, hình ảnh chi tiết ban ngày anh em khỏi phải lo đó. Số lượng rất là nhiều, mỗi thứ 100 hết nha anh em. Rồi còn bao tay quay 110 Thái đợt này vẫn về có giá tốt luôn nè. Ở đây là bên cái cùm gà cùm nhanh nè đó, 53166 KET trừ 900 mắt in Thái Lan ha. Còn đây là bên cùm ga nè, 53140 KET trừ 900 mắt in Thái Lan đó, chuẩn hàng hết nha anh em. Đây bao tay quay 110 Thái đợt này vẫn vậy luôn, cũng vậy luôn, em về số lượng được 100 cặp đó. PVC chuẩn ống ga trắng luôn nha anh em, màu trắng đục mà hơi sữa sữa đó, nó bao anh em lên xe là cực kỳ êm ái. Anh em đừng có so sánh với cái hàng Alpha Head Việt Nam mình có mấy chục ngàn, anh em nhìn chất lượng anh em tự đánh giá được nha. Đó thì một cặp bao tay quay 110 Thái như này hôm nay thường thường em bán cho anh em 160, hôm nay em ôm số lượng là có giá tốt hơn 10.000 anh em, chỉ 150.000 cặp thôi, bao anh em luôn, giá cực kỳ tốt, 150.000 anh em. Đó sắp tới là em nhập bao tay quay 110 Thái này thêm 100 cặp nữa, em đang đặt thêm 100 cặp nữa rồi đó. 150.000 cho một bọc bao tay quay 110 Thái đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan nha. Đó, nẹp nó bài. Và 130.000 cho một cặp bao tay rim Thái đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan. Rồi còn ở đây thì cái sản phẩm mới em mới lại về, cái combo là cao su và nẹp cao su của cái cảng sau á, cao su và nẹp cao su của cảng sau mà miền Bắc anh em ta hay gọi là tay sách đó, cao su và nẹp tay cao su mà của tay sách sau của rim Thái đó, là một combo gì em bán cho anh em giá là 130.000 anh em. Đó, 130.000, bao mềm dẻo êm ái luôn nha.
đó. Rồi anh em nào mến thú em, hàng em là hàng có sẵn, không có phải mà đi order gì trơn á, mỗi thứ là 100 cặp hết đó. Anh em cứ alo chốt thoải mái, anh em mua số lượng lớn có giá sỉ luôn nha anh em, mua số lượng nhiều em có giá sỉ cho anh em luôn đó. Ok anh em, em chào anh em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua luôn ủng hộ em đó, chào anh em nha, hàng rất là nhiều nha anh em. Ừ đó, rồi anh em nào mến thú em nha.